cực ngọt ngào Slimmy Luffy đến từ Thụy Sĩ đã xuất hiện. Wow, chất slime siêu mềm và cực mịn, đi kèm cùng những hạt màu tinh nghịch và bóng xốp vui nhộn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vui chơi siêu đã. Chất slime hoàn toàn không dính tay, cho bé thỏa thích sáng tạo vô hạn. Nhìn xem, mình làm ra được một chiếc bánh kem màu tím rồi nè. Còn chần chừ gì nữa, sưu tập ngay chiếc bánh kem ngọt ngào này tại My Kingdom thôi các bé ơi.